Tiếp tục thì hôm nay đây em lên Hương ô tô Hải Dương lại về thêm được một mẫu xe Hyundai i30. Bản này là bản nhập Hàn, bản Crown cao cấp full kịch cho em, có cửa lock đầy đủ này. Đời 2009, số tự động mà giá chỉ có 308 triệu. Hiện tại thì em đang mở hết cả các bốn cánh cửa này. Động cơ máy móc của chiếc xe Hyundai i30 này để em có thể quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem. Đây các bác nhìn cho em này. Đập luôn trực tiếp luôn vào cái nhìn đầu tiên là các bác nhìn xem luôn khoang động cơ máy móc đi. Nếu như ưng khoang động cơ máy móc rồi thì hãng xem tiếp. Còn nếu như không ưng thì các bác lướt qua này. Vì em tự tin thì em nó rất là đẹp, khoang động cơ máy móc rất là đẹp nên em đã mở luôn ra. Động cơ máy móc cực kỳ sạch đẹp cho em, không hề đâm xô hay là biến dạng này. Keo chỉ zin nắp cabo này. Lốt bấm đinh tán hoặc là những cái lốt cắt của nhà sản xuất còn nguyên đẹp cho em. Kể cả cái thảm, cái lỉ này, chống nóng cũng như là giảm tiếng ồn vẫn còn nguyên. Nhấc máy lên và gọi ngay cho con số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này, để cho mình một cái giá thương lượng cho chiếc xe Hyundai i30 bản Crown cao cấp full kịch này, có cửa lock đầy đủ cho em và là số tự động đẹp nhé. Biển thủ đô Hà Nội. Đèn bi salon cực xì sắc led cho em, kết hợp với đèn halogen và có đèn phá xương này. Đèn gầm đầy đủ cho em, nước sơn thì màu trắng đẹp. La răng thể thao với cái dàn lốp, các bác nhìn cho em. Lốp còn rất là đẹp luôn. Phanh ABS đầy đủ cho em nhé. Và xin nhan thì cũng được tích hợp ở trên gương với bốn cái mắt đèn như thế này, cực kỳ sắc nét này. Bản này là bản cao cấp thì trên tay nắm cửa cũng có nút mở một chạm thông minh. Đời 2009 thì gương cũng sẽ hiển thị luôn. Hiển thị luôn là đời 2009 này. Em quay này nó hơi bị lóa này, máy nó lấy led hơi kém nên là nó hơi bị lóa. Nhưng nhìn một phát là ra số 9 ngay. Gương kính thì liền đời theo xe, keo chỉ zin bốn cánh cửa, em cũng quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem. 308 triệu. Địa chỉ bày bán 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, để tất cả khách hàng có thể đến chạy thử và cảm nhận một siêu phẩm Hyundai i30 bản Crown cao cấp full kịch, có cửa lock này. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa này. Hàng ghế này, các bác nhìn này, ghế theo thời gian, theo 5 tháng thì có một chút gì đấy là nó xuống cấp và hơi nhăn. Nhưng em đảm bảo là nếu như ngồi ghế này, kể cả các bác có không thay thì vẫn còn đẹp căng cho em nhé, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Có hộp để đồ này các bác nhìn này, còn nguyên cả sách hướng dẫn sử dụng i30 Crown cao cấp này, Hyundai. Còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng, bác chủ cũ cực kỳ được kỹ tính và cẩn thận luôn. Tất cả các thanh gió điều hòa còn hoạt động hoạt tốt cho em nhé. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay này, bốn quả loa to bản này, thêm hai cái quả loa nhỏ hai bên này, nghe cực kỳ thích luôn. Và điều mà em thích nhất là bác chủ cũ khi mà đã gìn giữ được một chiếc xe rồi nhưng cũng không hề tiếc tiền, khi mà lên cho em một cái màn hình ZTEC. Đây là cái màn hình xịn này, ZTEC cực tốt cho em, màn hình xịn luôn đấy ạ. Và cần số thì em cũng quay luôn cho khách hàng nhà mình xem này, cái khoang cái tay cầm số này. Đây, cần số cực kỳ sắc nét luôn. Sấy sưởi kính có rồi. Nhưng mà đối với bản nhập Hàn thì thường thường bên Hàn bao giờ thời tiết cũng lạnh hơn, nên họ sẽ thiết kế ra những cái dòng xe lên sân xe có cả sấy sưởi ghế cho em nhé. Với em i30 này có sấy sưởi ghế hai bên cho em này. Quay bây giờ thời tiết nó hơi tối một chút nên nhìn nó hơi tối nhé. Đây sáng rồi. i30 các bác nhìn này, có cả sấy sưởi ghế hai bên cho em này. Có một cái tẩu thuốc này, cổng sạc 12V. Đây có AOX luôn. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em, màn hình ZTEC cực kỳ xịn sò luôn. Có cả cho em là gì đâu. Nào, số tự động đẹp. Đây khóa, các bác nhìn khóa điện này, đề lủ điện này. Trên vô lăng thì có túi khí an toàn và tích hợp các phím bấm nghe gọi rảnh tay cho em. Đồng hồ hiển thị em đang mở cửa này, các thông số chỉ số này đang mở cửa. Ở cái phần vô lăng thì thiết kế ba chấu thì cũng bọc thêm cho em nó một cái áo da ở cái phần vô lăng rồi, cầm rất là chắc chắn nhé, không hề bị toát mồ hôi hay là bị trơn này. Túi khí an toàn cũng được trang bị ở trên ghế phụ này. Sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Một chút nữa xong bên khoa bác tài thì em sẽ quay chi tiết cho các bác bên kia hơn thì nó sẽ dễ hơn này. Còn từng con ốc bên đây thì em cũng quay luôn. Đó, các bác nhìn thấy chưa, từng con ốc nhỏ nhất này, lẹp chân kính này. Số 9 đây nhá, số 9 này chỉ số của gương kính là cùng đời với xe, chứng tỏ một điều là xe liền đời. Tất cả như gương kính này, còn nguyên zin của xe luôn. Đây ạ. Vì sao mà gương kính không liền đời? Chứng tỏ là một là bị vỡ, hai là bị qua va chạm vào đâu thì mới không liền đời. Nên là khi em quay kỹ cả gương cả kính này,
Và bản này là bản Crown cao cấp nhất. Thì có gì cho em? Có cả cửa lóc đầy đủ nhá. Có cửa lóc đầy đủ này. Y30 bản Crown cao cấp đời 2009, số tự động bản Crown cao cấp đấy ạ. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả 4 bánh nhá. Các bác nhìn kỹ cho em này. Na răng thể thao này. Lốp xe còn tương đối đẹp. Bước ra phía sau này, đứng xa một chút để các bác có thể nhìn rõ được form dáng của em Hyundai i30 này. Cam hành trình có, màn hình giải trí có và cam lùi không thể thiếu. Cũng như là có cho em 3 mắt cảm biến va chạm phía sau. Với cái bộ đèn hậu phía sau của em i30 các bác nhìn cho em. Ôi, vừa to vừa dài. Vừa to vừa dài vừa sắc nét luôn. Có đèn báo rẽ trên cao này. Phía sau bác chủ cũ cũng độ thêm một cái dải đèn led này để cảnh báo khi các bác bật đèn lên phía sau, vừa đẹp vừa để ra tín hiệu cho người đằng sau nhé. Cốp xe của Hyundai i30 thì cực kỳ rộng cho em, rất là rộng luôn. Cốp rộng rồi và sạch sẽ này. Bên trong thì có cho em là dụng cụ tăng kích lốp cũng như là lốp sơ cua. Nhưng mà vì một tay nên hơi khó, các bác nhìn này. Đây, lốp sơ cua gần như là chưa hạ cho em. Dụng cụ tăng kích lốp vừa sạch vừa đẹp, đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ luôn. Thảm cũng sạch sẽ luôn. Xe mà vừa mới về mà các bác có thể hình dung là bác chủ cũ cẩn thận như nào. Khi mở khoang cốp ra thì sẽ có một cái đèn cốp như thế này, để các bác cất đồ nó sẽ có ánh sáng này. Quay lên trên cho mình từng móc, từng con ốc, từng móc của chiếc xe đây. Không hề bị vặn xoáy kể cả lắp cốp nhá. Máng nước phía sau này, theo chỉ zin của lắp cốp này. Thời tiết Hải Dương bây giờ đang hơi tối rồi nên là nó nhìn nó không được sắc nét như ban ngày, nhưng em đã cố gắng quay để cho mình có một cái nhìn thật là tổng quan hơn về chiếc xe i30 bản Crown full tịch bên em ạ. Bản này có cửa lóc và là số tự động. Đây, đèn hậu phía sau vừa to vừa cao luôn. Form dáng nước sơn rất là đẹp. i30 cách đây 2 tháng trước thì em về một chiếc xe i30 bản không đẹp bằng chiếc xe này luôn, mà khách hàng rất là yêu quý nhá. Về phát là chốt xe luôn. Nếu như chiếc xe này khi mà em lên sóng, em tin chắc rằng khách hàng nhà mình cũng sẽ yêu luôn. Tình trạng xe như thế nào thì em Hương sẽ báo như vậy, nên các bác hoàn toàn yên tâm cho em. Từng con ốc nhỏ nhất này, kể cả là tay lắm cửa này, nút hạ kính này, loa này, hộc để đồ cá nhân này, bệ trì chống mỏi tay này, móc khóa trẻ nhỏ thông minh, keo chỉ zin 4 cánh cửa, đi thật là chậm để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng. Để khi mà xuống tiền mua một chiếc xe nào đấy, các khách hàng không phải lăn tăn, không phải suy nghĩ quá là nhiều. Đây, từng con ốc đây, các bác nhìn cho em này. Đó, đây, em sẽ bước một chút vào đây. Đèn pha nhé, đây là hộp đèn pha này. Đầy đủ điều hòa mát lạnh rồi. Sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế đầy đủ, không thiếu một cái gì. Tức là nó cái hộp để đồ đơn giản thôi. Cái bệ chống mỏi tay, tì tay như thế này. Nó có 2 lớp nhé. Nhiều bác mà có dấu quỹ đen vào đây, vợ mở lên một nấc này, à không có gì, nhưng thực chất nó còn có một cái nữa ở đây. Đây, đây mới là chỗ các bác thích này. Bên trong cũng có cho em là cổng USB, iPod cũng như là AUX này, đầy đủ này. Nhưng mà đóng một cái này, đóng cái nữa này, bác bà xã không biết được đâu ạ. Âm thanh điều hòa chạy quanh xe luôn. Từng con ốc nhỏ nhất đẹp căng. Gương kính thì auto cho em, bản Crown cao cấp full tịch, giá chỉ có 308 triệu. Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương qua hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn cũng như để cho mình một cái giá đẹp nhất nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Hyundai i30 bản Crown cao cấp full kịch, có cửa lóc đầy đủ cho em, cam hành trình, cam lùi, màn hình Z-Tech này, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ, xi nhan thích hợp trên gương. Đèn là đèn bi salon đầy đủ rồi, có đèn phá xương. Giá chào bán là 308 triệu đời 2009 nhé. Đừng quên địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Nếu như các bác ở gần, đến chạy thử và cảm nhận luôn đi ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trong tuần. Em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Còn bây giờ nhé, em xin chào ạ.